thầy Nguyễn Hữu Thái, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận, nhóm học sinh trong clip nhập cuộc chữa cháy lan truyền trên mạng buôn bản hội là học sinh của lớp 12A6 của trường Trung học phổ thông Vĩnh Linh. Trước đó, chiều 28 tháng 10, vào giờ học thể dục, các em phát hiện nhà dân ở khóm Vinh Quang, đô thị Hồ Xá, gần trường học bốc cháy. Một nhóm học sinh đã xả thân dập lửa. Thầy Nguyễn Hữu Thái, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vĩnh Linh cho biết, nhà trường sẽ xem xét tuyên dương các em học sinh lớp 12A6 nhập cuộc chữa cháy. Ngôi nhà bị cháy là của ông Nguyễn Văn Lắc, thời điểm xảy ra cháy mọi người đi vắng, cổng nhà bị khóa trái. Trong nhà có một người em gái của ông Lắc bị dị tật bẩm sinh, không có trình độ chạy thoát. Một số học sinh nam đã nhảy tường rào vào nhà, ngắt cầu giao điện và đưa nạn nhân ra ngoài. Sau đó cả lớp 12A6 cùng một số thầy giáo và hàng buôn bán quanh đó tìm cách vào nhà để phụ dập lửa. Một lúc sau thì chủ nhà về và cùng nhóm người dọn dẹp hiện trường vụ cháy. Thầy Nguyễn Hữu Thái, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vĩnh Linh cho biết, nhà trường sẽ xem xét tuyên dương các em học sinh lớp 12A6 nhập cuộc chữa cháy, nhà bị cháy gần sân vận động của trường, học trò đang học thể dục. Thấy thế, các em nhanh trí trèo lên cột điện, ngắt cầu giao, sau đó vào dập lửa và dọn dẹp hết đồ dễ cháy ra khỏi khu vực đó. Khi các em chữa cháy cũng gần cuối giờ, thầy cô cũng đến đó và cho các em về. Ngày mai nhà trường sẽ làm việc với lớp và xem xét biểu dương để nêu gương cho toàn trường.